Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Vững Máy Tính mình. Ngày hôm nay mình làm cái thủ tục để bàn giao con máy 20 cổ cho anh YouTuber này 100.000 view anh em ạ, chứ chưa được triệu view. Làm YouTube với mình từ những cái ngày đầu tiên này. Đợt đấy là gọi như là làm trắng tay. Ra đây là được anh Vững, anh ấy nóc cho con cây. Thì vừa rồi là mình cũng ra đây bàn giao lại. Mong đợt sau này em đi gặp được anh chủ mới nó ngon lành cành đào tí. Đấy, thì bây giờ là làm ăn cũng có tí rồi, chuyển sang em này chơi về cái mảng Facebook. Thì anh em nếu như có kiếm tiền online ấy, thì nói chung là thời gian đầu kiểu gì cũng khó khăn, cứ cố gắng mà làm thôi. Nếu như có tiền thì cứ cố gắng nắp được cái máy gọi như công suất căng nhất đi để làm đỡ suy nghĩ nhiều. Đấy, nên là mình bây giờ mình chơi là chạy đua chip. Con này là E5 bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? 2678 V3. Còn cái cạc màn hình thì mình không quan trọng nên là mình chỉ lắp cái con RTX 1050 thôi. Đấy, thì hôm nay là chúng ta lấy bàn giao lại con cũ cho anh Vững. Đấy, để anh tán đi thì nói chung là cố gắng mong con này về là ăn nên làm ra. Gấp 10 con cũ, 5 người cũ nhỉ. Vâng. Đây là YouTuber từ làm YouTube cùng mình từ cái thời mà chưa có gì này. Lúc đấy là gần như là trắng tay nhỉ em nhỉ? Trắng tay. Đợt đấy là mình có con MacBook. Con MacBook mang ở đây bỏ anh là anh xem con MacBook này bây giờ anh rắc thành cái cây cho em. Thế là thành cái cây kia bây giờ mình đem lại đây. Nói chung là mình dùng giữ gìn máy lắm. Nâng niu đây là nó là cái cỗ máy kiếm tiền nên là anh em cầm về anh em cũng phải nâng niu nó thì nó sẽ đáp trả lại ngon lành thôi. Anh em làm YouTube thì anh em cứ chịu khó kiên trì. Kiên trì cái gì cũng khó, nói chung là đầu tiên nó không ra tiền nhưng mà nếu mà anh em có đam mê và có nghị lực thì anh em cứ làm chịu khó rồi nó sẽ có thành quả như là bạn này này. Là bây giờ là cũng có thành quả trên YouTube rồi nhưng mà em có tiết lộ được ấy không? Nói chung là thu nhập thì mình cũng không muốn tiết lộ nhưng mà mình cũng chỉ nói là 4 con số thôi. Đấy. Con này thì nói chung là render đối với con này thì gọi như là muỗi rồi. Mình làm việc khác nữa. Mà cũng như trong cái video trước đây là anh nói rồi, làm về mạng Facebook. Nhưng mà mình vẫn thì chắc là vẫn chưa hiểu là mình làm những cái gì đâu. Và chưa mình hiểu. cũng không tiết lộ được. Đấy là cái bí mật nghề nghiệp. Thì đấy là kể ra mà mình mà hoành tráng hơn tí nữa thì mình làm thuê ca sĩ với lại mình mua rượu mua hoa về tặng, nhưng mà thôi anh em ạ, thì để bao giờ anh em cứ ủng hộ kênh mình nhé nhá, để bao giờ mình phát triển đấy mình mở hẳn một cái showroom to ấy thì những khách hàng này mình sẽ thuê ca sĩ về hát để bàn giao máy như kiểu mua xe vẹt á. Chứ còn bây giờ thì thôi, tí mình sẽ review đến cho anh em cái cây mà mình thu lại của bạn đấy nhá. Cái quan trọng là nó rất là may mắn làm YouTube cũng phát triển anh em ạ, tí mình sẽ review cho anh em. Ok nhá, bye bye anh em. Thì đây là cái cây mà mình thanh lý lại của bạn ấy này. Cây này thì bạn ấy mua được tầm chắc cũng tầm hơn 1 năm rồi anh em, hơn 1 năm rồi. Vẫn chạy ngon lành đến bây giờ luôn. Cái linh kiện đầu tiên là một con cạc màn hình này. Con này là GTX 1050 anh em ạ. GTX 1050 bản 2GB bản thường nhá của MSI. Thì cái con này bạn ấy mới đổi lên thôi. Trước bạn ấy dùng con GX570. GX570 thì cái khoảng tầm hơn 1 năm trước ấy mình bán cho bạn ấy thì chỉ với giá khoảng tầm dao động tầm 1 triệu thôi. Nhưng mà đến cái thời điểm tầm 1-2 tuần trước ấy thì nó đã lên tầm hơn 4 triệu rồi. Nên là mình bảo bạn ấy là đổi sang con này. Và khi mà bạn ấy đổi sang con này đấy thì bạn còn được cầm thêm tiền về anh em ạ. Cầm thêm tiền về luôn. Mà cái dòng này nó dùng nó lành, nó ổn định, nó mát. Chứ nó không rủi ro như cái bọn GX. RAM thì máy đang sử dụng hai thanh RAM 8GB nhá, tổng là 16GB. Thì hai con RAM này là đều có kẹp tản luôn. Ổ cứng thì máy sử dụng một ổ SSD nhá. Con này mình nhớ không nhầm là 120GB này. Và một cái con ổ HDD tầm 250GB ở đằng sau nữa. Còn về phần nguồn ấy thì máy đang sử dụng một con nguồn 700W công suất thực này. Con này là một cái con nguồn của Hàn nha anh em nhá, con nguồn của Hàn. Dùng rất trâu bò luôn. Cái con máy này thì nó cũng không có cái gì nó quá đặc biệt cả. Chỉ có mỗi cái con bên này này là nó nổi trội hơn các cái linh kiện kia bởi vì máy đang sử dụng với con main gaming anh em ạ.
Con này là Giga Gaming B8. Trên con B này thì anh em có thể lắp những con chip Gen 7 và Gen 6, ví dụ như là 6100, 7100 hoặc là cao hơn là i5, i7. Trên con B này rất là ok luôn. Và nếu mà anh em đang sử dụng con bên này thì anh em vẫn có thể mốt 3 út để chạy những cái con 9100 được. Bởi vì là một cái con bên dòng gaming nên là nó có 4 khe RAM này, thoải mái để cho anh em có thể nâng cấp RAM. Các cái chân RAM cũng như là cả màn hình nó được bọc giáp cẩn thận nhá, đàng hoàng nhá. Thì trong quá trình sử dụng hoặc là vận chuyển ấy thì nó rất là chắc chắn luôn. Bên cũng có hỗ trợ 3 cổng cạc màn hình này để cho anh em có thể chạy đua cạc. Và đây là một cái main, nó có cái form chưa phải là lớn lắm nhưng mà nó cũng lớn hơn những cái dòng main bình thường. Và một điều mình rất thích ở cái dòng main này là nó có hỗ trợ âm thanh 7.1 ấy. Mình là người rất là thích nghe nhạc nên là mình rất là quan trọng cái vấn đề âm thanh. Đây. Ui. Anh em nhìn quả chặn kinh khủng chưa? Này. Cái cây thì mình thấy rất là bình thường, rất là sạch sẽ, nhưng mà mình nhìn thấy cái quả chặn sau này thì cũng hơi rùng rợn anh em ạ. Đây, ánh này cho anh em xem cho rõ, chứ còn như kia đèn nó chiếu vào nó ánh nó không rõ. Hình nghiêng ra cho anh em nhìn sao rõ này, đấy. Chặn rất là kinh khủng luôn anh em. Mà cái nguồn này thì mình thấy bình thường này, nhưng mà riêng cái chặn thì nó lại sao đấy? Đang live stream. À, đang live stream. Không, mẹ lại chim bán hàng chứ có lại chim chắc xách đâu. Cái này là mình nghĩ là bạn ấy đặt cái bẻ cá ở cạnh cái cây này này nên là nó bị hấp hơi nước lên nên là cái chặn nó mới xấu như này anh em ạ, trông rất xấu luôn. Còn ngoài ra thì mình thấy cái cây này là ok hết, riêng cái chặn này thôi. Và đằng sau máy đang nắp một cái ổ Western 250GB nha anh em. Tổng cái cây này là mình thanh lý lại của bạn ấy là 6.6 triệu nha anh em. 6 triệu 6 cho cái cây máy tính này. Và cái vỏ cây này là một cái vỏ cây LED nhá. Có sử dụng một bộ fan LED qua khiển này, anh em có thể đổi màu các kiểu con là đẻo luôn này. Và bây giờ mình sẽ test cho anh em xem mà với cái cấu hình như này thì cái hiệu suất trong các cái game hiện hành nó sẽ như nào nha anh em nhé. Show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game cho nó xanh chín nha. i3-7100, 2 nhân và 4 luồng. Main là Giga Gaming B8CF. Con này là chipset B250 nhá. RAM là 16GB đua này, 2 thanh 8GB. Graphics là GTX 1050, 2GB DDR5. Ok chưa? Khi mà có đủ tướng và quái thì cái mức FPS của nó còn tầm 160 này. Nói chung là với cái mức FPS này thì anh em chơi max setting là ngon này nha anh em nhá. Không phải nghĩ đâu. Và anh em cũng có thể thấy là cái hiệu suất sử dụng của CPU và cạc màn hình nó rất là ít thôi nhá, chỉ tầm 30-40% thôi. Và nhiệt độ của con cạc hình này trong liên minh cũng rất mát nhá, 55 độ C. CPU thì hơi nóng này, con CPU này 72 độ C này. Thì cái cấu hình này của bạn ấy chắc là lâu lắm thì chưa vệ sinh tra keo tản nhiệt nên là CPU này nhiệt độ của nó hơi cao chút này. Anh em đang đến với PUBG bản PC nha anh em. FPS được tầm 60 trở lên một tí. Chơi thì cảm giác mình thấy là ổn áp anh em ạ. Với cái tựa game PUBG PC này thì cũng không làm khó được em nó đâu. Nhặt ít đạn đó. Đấy, anh em thấy chơi rất là ngoan lành luôn nhá. Setting là gender mình vẫn để 101 nha. Và mức đồ họa là medium này. Đây là một cái mức đồ họa tầm trung. Nếu anh em muốn cái chỉ số FPS của nó đẹp hơn nữa thì anh em có thể giảm xuống VLAW hoặc là mức LAW thì FPS của nó sẽ cao hơn. Nhưng mà mình nghĩ là tầm này là ok rồi. Đối với cái tựa game này thì cái nhiệt độ của con cạc hình nó đã lên tầm gần 70 độ C rồi và hoạt động 99% hiệu suất. CPU thì với cái setting này thì nó cũng chỉ hoạt động tầm 60% thôi anh em ạ. Nói chung là vẫn còn dư giả rất là nhiều. Cái con 7100 này nó không phải là một cái con chip mạnh nhưng mà nó cũng không phải là một con chip yếu đâu anh em. Ok, đến với lại Gen C Impact thì anh em có thể thấy cái mức FPS của nó rất là lý tưởng luôn, 60 nhá. Mình sẽ show luôn cái setting cho nó nóng. Setting này. Setting tầm trung anh em ạ. Setting tầm trung nhá. Mình sẽ để mức tầm cao đi. Và để cái độ rõ nét là 1.1 thôi. Chứ còn để 1.5 thì ui. Để tầm cao được vẫn được 60 FPS này anh em ạ. Chơi ổn chưa? Đây là tựa game nó ăn vào cạc màn hình rất là nhiều nhá. Nên đây thì nó FPS giảm rồi.
hoa lá cành rất là nhiều, lên FPS chỉ còn tầm 40 mấy thôi. Mình nghĩ là nếu mà anh em chơi ở cái tầm cao với con 1050 Ti thì sẽ ngon đành hơn. Chứ con 1050 thường này thì mình thấy là nó vẫn cái kiểu nó bị drop FPS anh em ạ, chứ nó không được ổn định đâu. Lúc thì nó 40, lúc thì nó 60. Con này mình nghĩ là anh em chơi ở mức tầm trung thì nó sẽ hợp lý hơn này. Hình ảnh này, tầm trung này sẽ hợp lý hơn. Tầm cao thì cũng không hợp lý lắm đâu. Tầm trung nó sẽ ổn định và cảm giác nó chơi nó sẽ mượt mà nha anh em. Tầm trung thì card hình chỉ sử dụng tầm 80% đổ lên thôi. CPU thì cũng chỉ tầm 70 thôi. Trong cái thời điểm hiện tại đấy, những cái con 9100F nó rất là hiếm, nên là mình nghĩ anh em có thể sử dụng những con 7100 này để chơi game cũng ổn anh em ạ. Và sau này anh em nó cấp 6 cũng được. Tiếp theo là một cái tựa game rất là ăn khách trong cái khoảng thời gian gần đây, đó chính là GTA 5. Thì anh em có thể thấy mức FPS của nó rất là ok, ổn áp luôn nhá. Trên 90 mình chơi cảm giác nó rất là mượt mà và ổn định luôn. Con này con xe gì mà đầu dài đít ngắn nhỉ anh em nhỉ? Ui, rụng cả cánh cửa. Con này mình cứ tưởng xe đẳng cấp cơ anh em ạ, nhưng mà không phải. Mới ấy một tí mà đã rụng cả cánh cửa này anh em. Sâu cho anh em cái setting này. Graphic này. Độ phân giải Full HD 1080 nhá. Và mức đồ họa là low M anh em ạ. Với cái setting là low M setting ấy, thì mình thấy là trên cái cấu hình này chơi rất là ok nhá. Và cái mức FPS của nó cũng rất là ổn định, tầm gần 90. Mình sẽ lấy cái con mui trần đỏ này để dẫn anh em đi tham quan đường phố nhá. Ôi ôi, nhưng mà ngồi con mui trần này nguy hiểm lắm, khả năng bắn nó lát xọa luôn ấy. Trước khi làm YouTuber thì mình cũng là một cái tay đua cơ khôi của giải đua xe F1 mở rộng ấy anh em ạ. Hồi video này mình sẽ xin phép được tạm dừng ở đây nhá. Bây giờ phải làm thêm mấy con máy để cho mấy bạn khách ở Hải Phòng, bạn ấy chuẩn bị bạn xuống đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cây video của mình nhá. Cho anh em chiêm ngưỡng lại cái con máy này một lần nữa này. Đấy, con này là mình mua cây này là 6.6 triệu anh em ạ. Anh em nào mà yêu thương ấy thì anh em có thể bình luận ở bên dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình số điện thoại 0936888112 để trao đổi về cây máy tính này. Đấy, và nếu mà mình bán cho anh em ở trên YouTube ấy thì mình chỉ lấy 100 thôi, cho nó vui vẻ thôi, là mình sẽ bán cho anh em 6.7 triệu cây này nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cây video này của mình. Xin chào, hẹn lại anh em ở những cái video tiếp theo.